cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa, trong đó nêu rõ chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, đầu tư hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Theo nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa như sau. Hỗ trợ 1.500.000 đồng một hecta trên năm đối với đất chuyên trồng lúa. Hỗ trợ 750.000 đồng một hecta trên năm đối với đất trồng lúa còn lại. Trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. Hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng một hecta trên năm đối với đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao. Nghị định nêu rõ diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ theo điểm 1, điểm 2 nêu trên được xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Riêng đối với kinh phí phân bổ cho năm 2025 là số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm 2023. Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ theo quy định tại điểm 3 nêu trên do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác định theo quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định này và công bố của năm liền kề trước năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Đối với năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đối với chính sách quy định tại khoản 1 điều 14 của nghị định này áp dụng nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành tương ứng từng thời kỳ. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa theo quy định. Theo nghị định, việc sử dụng nguồn kinh phí cho người được nhà nước giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 điều 14 của nghị định này do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng Nhân dân cung cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quyết định cụ thể nguyên tắc phạm vi định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định như sau. Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa, sử dụng giống lúa hợp pháp để sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, xây dựng mô hình trình diễn, hoạt động khuyến nông, tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa, đánh giá tính chất lý hóa học, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 5 năm một lần, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã, hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ. Theo nghị định, nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục đích cho địa phương được thực hiện theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ trung hạn được cấp có thẩm quyền ban hành. Trong đó ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, quy trình thủ tục thực hiện theo pháp luật về đầu tư công. Dự án áp dụng theo quy trình sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận. Dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án sản xuất hữu cơ được chứng nhận, dự án liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị. Điểm 1i. Dự án chế biến sản phẩm lương thực thực phẩm, dự án sản xuất chế biến sinh học, chế biến nguyên liệu và sản phẩm công nghệ cao từ lúa gạo và phụ phẩm lúa gạo đáp ứng theo quy định pháp luật về công nghệ cao. Điểm 2i. Nghị định nêu rõ, dự án theo quy định tại điểm 1i nêu trên phải có diện tích 500 ha trở lên. Dự án theo quy định tại điểm 2i có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40% nhưng không quá 15 tỷ đồng dự án để mua sắm dây chuyền thiết bị công nghệ, bản quyền công nghệ. Nguồn vốn, đối tượng, quy trình hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Nguồn vốn và thủ tục hỗ trợ đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của pháp luật.
Theo nghị định, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao được sử dụng chính sách của nhà nước theo hướng dẫn của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết để thực hiện một trong các dự án sau tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất chất lượng cao: dự án áp dụng quy trình sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận, dự án sản xuất hữu cơ được chứng nhận, dự án liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị. Điểm 3i: dự án sản xuất chế biến sản phẩm lương thực thực phẩm, dự án sản xuất chế biến sinh học, chế biến nguyên liệu sản phẩm công nghệ cao từ lúa gạo và phụ phẩm từ lúa gạo. Điểm 4i: dự thảo nêu rõ dự án theo quy định tại điểm 3i phải có diện tích 100 ha trở lên, dự án theo quy định tại điểm 4i được nhà nước hỗ trợ tối đa 100% vốn đầu tư chi phí xây dựng hạ tầng dự án, mua sắm dây chuyền, thiết bị công nghệ, bản quyền công nghệ nhưng không quá 5 tỷ đồng một dự án. Hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ, quy định về hỗ trợ từ vốn đầu tư công, quy trình tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, phương thức thực hiện hỗ trợ và cơ chế quản lý sau đầu tư thực hiện theo các quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trang thiết bị. Dự án theo quy định trên được nhà nước hỗ trợ một lần. Trường hợp dự án hoặc hạng mục của dự án đã được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định này thì không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật khác và ngược lại. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành 11 tháng 9 năm 2024. Theo khoản 1, điều 132 Luật Đất đai 2013 thì đất công ích được hiểu là quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương. Đồng thời, việc lập quỹ đất công ích được căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương mà mỗi xã phường thị trấn sẽ được lập quỹ đất công ích theo quy định. Ngoài ra, đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5%, thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương. Theo khoản 3, điều 132 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cho thuê đất công ích như sau. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng của xã phường thị trấn, bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì Ủy ban Nhân dân cấp xã cho hộ gia đình cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 5 năm. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã phường thị trấn theo quy định của pháp luật.